Với niềm tin mãnh liệt và am hiểu đặc tính nguyên liệu thiên nhiên của từng địa phương Việt Nam, chúng tôi đã trải qua hơn 20 năm nghiên cứu và ứng dụng cho ra đời nhiều sản phẩm độc đáo hữu ích. Đó là sản phẩm miếng lót đệm giày, là giày dép làm bằng nguyên liệu thiên nhiên có hương thơm tự nhiên. Sản phẩm NF mang đến cảm giác êm dịu thoải mái, ngăn chặn các bệnh đau khớp chân, phòng thấp chân, kháng khuẩn, đặc biệt khử được mùi hôi và loại bỏ hết mồ hôi cho đôi chân bạn. Dép kẹp là dòng sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu cao su thiên nhiên, thiết kế màu sắc đẹp dùng để đi trong nhà, đi mua sắm, đặc biệt phù hợp mùa mưa ẩm ướt ở Việt Nam, mang được cảm giác thoải mái, êm chân, chống trơn trượt, giá hợp lý giúp tiết kiệm chi phí tiêu dùng. Dòng sản phẩm sandal và dép da cao cấp NF được tuyển chọn từ chất liệu da cao cấp với thiết kế cấu tạo có độ lõm theo hình bàn chân nên giúp ích cho người sử dụng đi đứng giữ thăng bằng tốt, cảm nhận từng bước đi êm chân, chống trượt, độ bền cao, thích hợp cho mọi lứa tuổi và đặc biệt là hỗ trợ đắc lực cho người có bệnh lý về chân, về đau khớp chân. Dòng sản phẩm sandal và dép thời trang NF thiết kế cho nhiều kiểu dáng dễ thương, thanh nhã, phù hợp cho mọi lứa tuổi sử dụng, mang đến cảm giác đi êm chân, nhẹ nhàng, trẻ trung. Miếng lót đệm giày NF đặc biệt được nghiên cứu sáng chế với thiết kế cấu tạo có đệm lớp quế và oải hương 100% từ thiên nhiên và lớp cao su mềm mại, hỗ trợ đắc lực cho người dùng khử được mùi hôi chân, có tác dụng giảm dần mồ hôi chân và trợ giúp điều hòa kinh mạch, tốt cho sức khỏe người sử dụng sản phẩm này. NF vừa cho ra đời dòng sản phẩm sandal thời trang bà bầu với thiết kế đặc biệt đi êm chân, nhẹ nhàng, chống trơn trượt, sản phẩm như người bạn đồng hành trợ giúp chăm sóc sức khỏe cho mẹ, bảo vệ con yêu. Naturally Footwear là dòng sản phẩm luôn hỗ trợ đắc lực cho sức khỏe của bạn. Sản phẩm NF là món quà giá trị đặc biệt chăm sóc sức khỏe gửi tặng đến những người thân của bạn. Hãy đến với giày dép Naturally Footwear là dòng sản phẩm luôn hỗ trợ đắc lực cho sức khỏe của bạn.